Hello anh em, lại là mình Cám Lợn đây. Lần trước mình đã làm video đánh giá về chiếc laptop gaming của Asus với mức giá loanh quanh 16 tấn thóc đến từ Asus rồi. Các bạn có thể không biết, nhưng mà nếu bạn muốn biết thì click link trên góc. Chiếc Zephyrus Duo với hai màn hình 80 triệu. Hôm nay thì mình tiếp tục làm về series laptop gaming Asus. Lại mang đến cho các bạn một chiếc laptop nữa, cũng gaming nhưng mà có lẽ là nó ít gaming ở chiếc laptop trước. Và mức giá cũng dễ chịu đi khá là nhiều rồi. Nói là dễ chịu đi nhưng mà nó vẫn tương đối mặn. Đây là chiếc LG Zephyrus M15, có mã chính thức của nó là GU502. Và giá tiền của nó loanh quanh đang khoảng tầm 49 triệu đồng mà các bạn có thể tìm mua tại Alphard PC. Mình sẽ kiếm link để dưới phần mô tả video dành cho anh em tham khảo thêm. Tức là nó rẻ hơn chiếc Zephyrus Duo 15 khoảng 30 triệu. Nghe kinh nhở? Hai cái laptop cách nhau 30 triệu, với 30 triệu mua khá nhiều thứ. Vậy thì nếu các bạn vừa thi đỗ đại học mà đang chắc cú trong túi 50 củ thì đây có phải chiếc máy đáng để cân nhắc hay không? Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau intro. Thường khi nói đến laptop gaming, các bạn sẽ nói về phần cứng là chủ yếu. Nhưng mấy ai hiểu rằng tiêu chuẩn của chiếc laptop gaming không chỉ là phần cứng mạnh mẽ, tản nhiệt làm việc hiệu quả. Bên cạnh đó còn những yếu tố khác nữa, nó làm nên gọi là cái sự hoàn hảo của một chiếc laptop. Và theo như mình thấy thì thiết kế và màn hình là hai điều rất quan trọng. Và ngay từ khi các bạn mở màn hình lên, đấy, màn hình chiếc máy này mở được bằng một tay, chắc chắn, mượt mà, rất đã. Và chúng ta có thể nhìn ngắm ngay. Màu sắc và chi tiết của màn hình này đẩy lên rất đậm đà và rất đã mắt. Nhưng thú thực mà nói, mặc dù Asus công bố rằng chiếc laptop này đạt được 100% giải màu Adobe RGB, nhưng mình thấy con số này có vẻ hơi bị thổi phồng thì phải. Vì căn bản các gam màu nóng dường như đậm hơn mắt nhìn, đôi khi còn hơi chói. Ngoài ra, nếu các bạn có nhu cầu gaming nhiều hơn, thường xuyên hơn thì còn có phiên bản với màn hình Full HD 240Hz và giải màu được công bố là 100% sRGB chứ không phải Adobe RGB trên chiếc máy này. Còn phiên bản 100% Adobe RGB này sẽ là màn hình 15:6 inch IPS 4K Ultra HD. Đúng vậy, căng mắt luôn. Với thiết kế thì sao? Các bạn nhìn đâu? Rất là streamline, vẫn vuông thành sắc cạnh nhưng nó có gì đó nó tinh tế. Nó không ngầu quá, nó không nổi quá, nhưng nó không hề xấu và không hề tầm thường chút nào. Chỉ 1,9 cân và khá mỏng ở mức 18,9mm. Được làm hoàn toàn hợp kim magie với lớp sơn nhám không bám mồi vân tay. Thì cái hợp kim magie này nó ưu việt hơn nhôm rất là nhiều. Thế đương nhiên ngoài việc đắt hơn ra thì chúng ta còn có trọng lượng nhẹ hơn và độ bền cao hơn. Nắp lưng nổi bật với nhiều chấm nhỏ li ti tạo thành một vùng kiểu vắt chéo khá là tinh tế. Nếu các bạn đặt cái này ở ngoài trời nắng hoặc dưới ánh đèn nhất định, tùy góc nhìn, thì nó sẽ gọi là làm giả cái cảm giác LED RGB, trông khá là hay. Và như mình đã nói lúc nãy thì chúng ta có cái bản lề rất là ngon. Thế bản lề Asus giờ này làm tốt thật, mở nó mượt mà, gõ nó không rung và mở một tay hay cực. Và khi mở lên các bạn thể thấy là có thể cho chó mèo có thứ thò chân qua cái khe này kiểu ai nuôi mèo ấy mày trêu nó không? cho tay vào đây cho nó to vào nó với xong rồi đóng kẹp lại chết bạn mày. Về các cổng kết nối thì mình thấy là tương đối ổn, tương đối thôi, chưa có gì ấn tượng cả. Tức là chúng ta sẽ có cổng sau. Cạnh trái các bạn cổng cắm sạc, một cổng cắm mạng LAN RJ45, HDMI 2.0, một cổng USB Type-A 3.2 Gen 2 và một jack cắm micro. Ngoài ra còn một jack cắm nữa là micro combo với tai nghe cho các bạn những lựa chọn. Và như mình nói trong video hôm trước rồi, tùy các bạn dùng tai nghe như thế nào thì dùng cổng đó. Còn cạnh phải các bạn cổng khóa Kensington Lock, hai cổng Type-A 3.2 Gen 1 nữa và một cổng Thunderbolt 3 Type-C. Và các bạn có thể sử dụng cái cổng này với nhiều tác dụng khác nhau. Có thể xuất hình DisplayPort và có thể sử dụng Power Delivery. Tức là có những củ sạc dự phòng mà có thể hỗ trợ sạc được cho laptop này, hoặc những cái adapter nhỏ nhỏ xinh xinh các bạn không cần công suất tối đa lên khoảng tầm 240W, nếu mình không nhầm là củ sạc Zen của trong máy này. Thì các bạn thì mang củ sạc nhỏ sử dụng các phụ văn phòng để chế độ tiết kiệm pin thì nó sẽ nhẹ nhàng rất nhiều cho cái chuyến đi của các bạn, cũng như là có Power Delivery thì có thể đảo chiều. Các bạn cần sạc những thiết bị di động nào với tốc độ cao thì cổng sạc này có thể sạc lên công suất tối đa là 3A, khá là ngon. Về cấu hình phần cứng thì sao? Với mức giá gần 50 triệu các bạn sẽ có chip i7-10875H 8 lõi 16 luồng, base clock 2.3 và boost clock 5.1. Và đương nhiên vì hiệu năng là tiêu chí hàng đầu nên Asus chắc chắn sử dụng kem tản nhiệt kim loại lỏng Thermal Grizzly Conductor Knot để gọi là tối đa hóa cái khả năng giải nhiệt cho CPU. Các đồ họa chúng ta có ở đây là GeForce GTX 2060 6GB, 16GB RAM DDR4 và đó mới chỉ là một thanh.
Còn một khe cắm trống nữa, các bạn thể cắm thêm một thanh vào, lên tối đa là 32GB. Còn SSD chúng ta có là 1TB M2 NVMe PCI Express đến từ Intel. Với tốc độ đọc và ghi mình test bằng Crystal Dynamics thì đâu đó loanh quanh từ 1,6 đến 1,7 GB trên giây. Và pin là 4 cell 7Wh. Đó là câu in phần cứng. Nghe cũng không tệ chút nào. Nhưng mà mình thấy rằng cái laptop này đắt ở cái mức giá 450 triệu thì có lẽ là đến từ cái thiết kế và cái độ hoàn thiện của nó và khả năng đem lại hiệu năng tối đa. Chứ còn cấu hình phần cứng này thì không phải có gì nó quá là khủng khiếp trong mức giá 50 triệu cả. Tiếp theo hãy nói về bàn phím và touchpad. Đây là hai điểm đáng khen trên cái chiếc Zephyrus M15 này. Vì dù sao với mức giá gần 50 triệu thì có thể nói rằng đây là một chiếc laptop khá cao cấp, nên bàn phím và touchpad chắc chắn phải tốt rồi. Nhưng mà điều mình chưa hài lòng duy nhất có lẽ là hành trình phím, nó chưa sâu như mình thích. Nhưng nếu các bạn đã quen việc laptop có các bàn phím chiclet như thế này thì sẽ thấy không có gì là lẫm cả. Đây là cái layout Tankless, tức là không có phần numberpad, vì kích thước này được Asus thu gọn đáng kể. Nếu các bạn để ý thì các mẫu laptop 15.6 inch thường thường sẽ có bàn phím full size, tức là có numberpad. Nhưng Asus đã quyết định sử dụng cái layout này thì nó sẽ có hai cái gọi là hệ quả như sau. Thứ nhất thì không có numberpad, nó sẽ hơi bất tiện đối với các bạn nào hay nhập liệu Excel hay tính toán số liệu. Mà cái hệ quả thứ hai nó sẽ là cái điều hay ho hơn. Vì không có numberpad nên Asus đã làm giãn cách các cái phím ra một cách hợp lý để các bạn tay to vẫn có thể thao tác một cách êm ái mượt mà, không gặp bất kỳ vấn đề gì. Và chắc chắn rồi, đã là Asus ROG thì bạn sẽ có đèn LED RGB Perky sập sình mà có thể tùy chỉnh thoải mái trong phần mềm Armory Crate của Asus. Còn hiệu năng thì sao? Nãy nói cơ hình phần cứng rồi, nghe khủng khiếp rồi. Chúng ta cùng nhau test xem về hiệu năng phần cứng và nhiệt độ như thế nào. Đầu tiên là bài test firmware thì mình muốn biết luôn là nhiệt độ của GPU lên đến bao nhiêu tối đa và liệu cái máy này tải nhiệt có tốt không, nó có ổn không. Thì mình test ở hai chế độ là performance và turbo. Nếu các bạn để hai chế độ này thì thực sự nhiệt độ của GPU nó chẳng khác gì nhau cả, nó đều loanh quanh từ 75 đến 80 độ tùy các bạn ở trong phòng điều hòa hay không. Thì mình ngồi trong phòng điều hòa khoảng tầm 26 đến 7 độ thì nó chỉ loanh quanh 75 độ C, còn nếu trời nóng thì sẽ lên cao hơn một chút là khoảng tầm 80 độ. Nhiệt độ không khác nhau, vậy thì cái gì khác? Khi mà chế độ turbo quạt rõ là ổn thì turbo nó sẽ làm cho xung nhịp của GPU cao khoảng tầm 200MHz so với việc các bạn bật chế độ performance. Thì đó, nếu các bạn không ngại cái quạt của chế độ turbo hơi ổn một chút thì có thể để chế độ này để có hiệu năng tối đa khi các bạn sử dụng các vụ 3D hay chơi game. Tiếp theo thì mình muốn test luôn xem là CPU như thế nào. Thì còn phần mềm nào hay hơn để test CPU là IDA 64. Thì chúng ta lại lặp lại bài test ở hai chế độ là Turbo và Performance. Thì nếu các bạn để chế độ Turbo thì nhiệt độ nó gần như không khác so với chế độ Performance, không phải là nó mát hơn đâu. Nó vẫn chỉ loanh quanh từ 77, 78, 79, 80, 81, 82, loanh quanh khoảng tầm đó, lên lên xuống xuống. Không khác mấy so với chế độ Performance, nhưng mà cái khác ở đây đó là xung nhịp đẩy lên rất cao. Nếu ở chế độ Performance quạt khá êm ái thì các bạn đã được xung nhịp tối đa là 3.7GHz và điện năng CPU tiêu thụ lúc này là 70W. Còn nếu anh em không ngại hơi ổn một tí thì thay đổi sang Turbo, xung nhịp lúc này sẽ ổn định ở mức 4.2GHz. Yes, xung nhịp rất cao dành cho chiếc laptop và với con chip gọi là 8 lõi 16 luồng này thì thôi nó là chấm hết. Với nhiệt độ ở chế độ Turbo chỉ lên quanh 75 độ và CPU lúc này đã tiêu thụ đến 87W điện. Thì phải công nhận rằng với cái vỏ kim magie này và cái hệ thống tản nhiệt của Asus nó làm việc tương đối hiệu quả. Tất cả nhiệt độ nằm trong mức quá ổn. Và mặc dù chế độ Turbo thì nó hơi ổn một chút, không gây quá khó chịu. Còn nếu các bạn để performance thì hoàn toàn gọi là có thể nói là êm ái, dễ chịu, dùng được, không đây gì cả. Còn lại, hiệu năng của CPU thì sao? Với Cinebench R15 như các bạn thấy ở đây thì chúng ta đạt được là 121 FPS và 1678 điểm ở chế độ performance và CPU tiêu thụ 90W điện năng. Còn chuyển qua Turbo thì CPU sẽ vượt ngưỡng 100W và điểm số này sẽ lên đến 1702. Nhưng mà nhiệt độ thì nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 85 độ. Nó cao hơn một chút so với lúc các bạn test IDA. Cuối cùng là màn test game. Với tất cả game ở đây thì mình thấy rằng cái card RTX 2060 này có lẽ nó chưa xứng tầm với cái độ phân giải màn hình lên đến 4K. Và chưa kể là mình có cái thói quen test game nào là mắc hết setting game đấy. Thì với màn hình 4K này và card RTX 2060 thì chúng ta có FPS như sau. CSGO là 80, Dota 2 loanh quanh ở mức 60 và chơi khoảng tầm 15 phút thì các bạn sẽ nhận thấy là cả nhiệt độ và GPU và CPU sẽ loanh quanh khoảng tầm 85 độ. GTA 5 sẽ là 60 FPS, CPU lúc này thì không lốt nhiều,
chỉ khoảng tầm 31% thôi, nhưng mà GPU thì đốt lên 90%. Và nhiệt độ của GPU này là khoảng tầm 86 độ C, còn CPU lên đến 90 độ. Khá là lạ. Mọi người tại sao CPU load ít mà nhiệt độ lên rất là cao, mà trong khi GTA 5 là game mà đòi hỏi CPU rất là nhiều. Có lẽ phần mềm nó hiện sai thôi. Cứ tin như thế đấy. Còn Liên Minh Huyền Thoại mà game nhẹ nhàng thì đạt 90 FPS và PUBG là 60 FPS. Theo như bản thân mình thấy thì các bạn có thể dùng cái máy này để làm việc ở độ phân giải 4K, còn khi chơi game thì nên gọi là giảm nó về Full HD thì các bạn sẽ đạt được cái FPS cao nhất và mượt nhất. Còn với những con số như mình vừa nói thì có lẽ đối với nhiều bạn 60 rồi 90 FPS là quá mượt rồi. Còn nếu muốn chơi FPS cao hơn thì có thể giảm độ phân giải của game xuống là ok nhất. Và đó, chiếc Zephyrus M15, một chiếc laptop khá thú vị. Nếu là mình thì mình sẽ chọn phiên bản Full HD 240Hz chơi game cho nó đã thực sự. Bởi vì mình thấy rằng 4K trên kích thước này nó không phải là cái gì đó mình cần. Còn nếu các bạn là một người sáng tạo content, thiết kế, chỉnh sửa ảnh thì biết đâu các bạn lại thích cái màn hình 4K 100% Adobe RGB này. Thiết kế khá mỏng và nhẹ, vuông thành sắc cạnh, nó rất là đẹp. Bàn phím và touchpad đều tốt, nhưng có một điểm trừ. Chính là hai điểm trừ đối với mình là hai điểm trừ. Thứ nhất đó là không có webcam, và thứ hai là không có khe cắm thẻ nhớ SD. Đó là hai điểm trừ rất là lớn đối với mình. Còn các bạn thấy sao? Anh em cảm nhận thế nào về chiếc Zephyrus M15 này? Hãy bình luận ở bên dưới cho mình biết. Còn muốn mua thì có thể tham khảo tại địa chỉ của Anphát PC, mình sẽ để vào mô tả video nhé. Vậy thôi, xin chào các bạn. Nhớ like và subscribe vì nó miễn phí. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các video khác. Peace.